Đoàn Văn Hậu khoe khoảnh khắc ngọt ngào bên Doãn Hải My, hé lộ món quà đặc biệt tặng bạn gái dịp Noel. Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My được xem là một trong những cặp đôi có chuyện tình đẹp trong làng Túc Cầu. Ngày 24 tháng 12, không khí vui tươi, rộn ràng của một mùa Noel nữa lại về. Nhiều người nổi tiếng cố gắng tận dụng ngày Giáng sinh để chăm sóc, gửi gắm những lời thương yêu cho những người yêu thương của mình. Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My được xem là một trong những cặp đôi có chuyện tình đẹp nhất nhì làng Túc Cầu. Trên trang cá nhân, nhân dịp Noel, Đoàn Văn Hậu đã đăng tải những khoảnh khắc ngọt ngào, tình tứ bên cô người yêu xinh đẹp. Đính kèm bài viết, chàng cầu thủ để lại dòng caption ngắn gọn, Merry Christmas. Chỉ vài dòng ngắn gọn gửi tới cô người yêu, Đoàn Văn Hậu đã chứng minh cho cả thế giới thấy họ đang hạnh phúc nhường nào. Phía dưới bài viết, rất nhiều bình luận khen ngợi cho sự đẹp đôi của cả hai và mong chờ đám cưới sẽ nhanh chóng diễn ra. Tại đây, Đoàn Văn Hậu cũng vô tình hé lộ món quà đặc biệt tặng Doãn Hải My nhân dịp Noel. Cụ thể, khi người hâm mộ hỏi, quà Noel chị My đâu? Đoàn Văn Hậu đã ẩn ý nói rằng, chờ ngày 27 nhé. Được biết, ngày 27 tới đây, đội tuyển Việt Nam có trận thi đấu với đội tuyển Malaysia. Có lẽ, món quà đặc biệt mà Đoàn Văn Hậu muốn dành tặng cho Doãn Hải My là những bàn thắng trước đội tuyển Malaysia. Trước đó, tin đồn Doãn Hải My hẹn hò Đoàn Văn Hậu rộ lên từ hồi tháng 10 năm 2020 sau 7.749 cái hình được netizen tìm thấy. Tối ngày 15 tháng 8, sau nhiều ngày tháng úp úp mờ mờ, Đoàn Văn Hậu đã chính thức công khai bạn gái Doãn Hải My trên trang cá nhân. Cặp đôi tay trong tay xuất hiện hạnh phúc và nở nụ cười rạng rỡ trên môi. Đa phần bạn bè, khán giả khen cặp tình nhân xứng đôi vừa lứa và mong chờ đám cưới.